Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Các bạn biết hôm nay mình sẽ làm một cái video về chủ đề gì không? Thì dạo này săn lên cũng khá là nhiều và rất là nhiều các bạn hỏi mình là với câu hỏi này, có thể là những bạn nào đã biết rồi hoặc có thể những bạn chưa biết, và các bạn có thể bây giờ vẫn bán tính bán nghi về câu chuyện, đó chính là thay cái lọc gió thì nó có hào xăng không? Cái câu hỏi này thì kể cả mình ngày xưa mình cũng đã từng suy nghĩ đó. Những cái thời mà mình 5-6 năm trước các bạn, hồi mà mình chưa được mua xe, mình chưa có chạy xe, mình chưa gắn lọc gió, mình chưa có bắt đầu tập tành chạy xe á, thì đây là một cái hiệu lọc gió ha. Thì mình không quan tâm, các bạn cũng không cần quan tâm nó là cái hiệu gì, mình quan tâm đến vấn đề nó là cái lọc gió thôi. Đây là một dạng lọc gió trụ ha. Đó là cái này là cái lọc gió nè. Đó, thì bên trong của nó là như vậy. Đó là một cái như vậy. Thì mình hiểu nôm na đây là cái lọc gió, và những cái hiệu khác nhau thì chủ đích của nó là cái ngoại hình nó khác nhau thôi. Mình chỉ lấy một cái mình tượng trưng cho các bạn biết đây là một cái lọc gió ha. Rồi các bạn mới hỏi mình là gắn cái này vô thì cái xe nó có hao xăng hay không. Đó, câu hỏi này thì hôm nay mình sẽ giải đáp cho các bạn là biết luôn. Các bạn cũng quan tâm đầu tiên á, đó chính là xe của mình là xe xăng cơ hay FI. Để mà mình muốn biết được xe mình xăng cơ hay là FI thì mình cứ dùng mắt mình nhìn đi. Nếu các bạn nhìn trong xe bạn có một cái họng giống như vậy, có một cây kim chẻ vô giống vậy, thì đó chính là FI. Còn nếu như mà trong xe bạn có cái bình giống như vậy, có thể là không phải là cái bình này mà là bình khác, ta gọi là bình xăng các bạn, người ta gọi là bộ chế hòa khí, bộ chế hòa khí, hoặc là bình xăng con, có nghĩa là cái mấy cái giống vậy, thì xe bạn là xăng cơ, là nó sẽ dùng không khí để trộn đều với xăng đưa vô bồn đốt. Còn nếu FI là sẽ một dạng cái họng xăng như vậy, dùng ECU để điều chỉnh lượng xăng phun vào bồn đốt. Đó, hai cái này nó khác nhau các bạn. Rồi cái xe FI thì sao? Mình sẽ liệt kê dài tên xe FI mà các bạn sẽ chuẩn bị biết, và có thể bạn là những người chạy xe đó và chuẩn bị muốn bắt đầu chơi xe và bắt đầu gắn cái này, là cái đầu tiên của tất cả những người mà muốn chơi xe, là muốn không phá zin, muốn gắn cái đầu tiên mà cảm nhận chạy cho nó bốc hơn, là mua cái này, cái lọc gió ha. Đây, cái này thì bạn sẽ là như thế nào? Nếu cái hộp gió zin thì nó sẽ có nguyên cái bầu ở đây bự ha, bằng gỡ ra đây, gắn cái hộp gió này vô. Đấy, bây giờ gắn vô, đó, gắn vô vậy. Thì cái phần này nó sẽ hút gió đưa vào trong đây. À, qua đây thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem, ở chỗ này thì nó sẽ có một cái giống như chỗ này, bạn thấy không? Đây, có cái bướm nè, mình mở ra thì nó thông qua, bạn thấy không? Đây, đó, mở thì nó thông qua, đó, mở đóng lại thì nó bít chặt, đó. Thì cái này là của FI ha. Thì xe FI nó sẽ không có tình trạng là chảy xăng, có nghĩa là ở đây sẽ có cái kim phun, ECU lệnh phun thì nó mới phun, còn ECU lệnh không phun xăng thì bạn cho dù bạn mở cái này bự cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn không có xăng xuống, đúng không? Mà lý do hao xăng nhiều hay ít nó phụ thuộc vào động cơ của bạn. Ví dụ như bạn là Exciter 150 xe zin chưa lên vô xăng lửa, đúng không? Bạn thay cái lọc gió vô. Đó, thay lọc gió vô ha, xe zin chưa lên vô xăng lửa nha. Thì ECU zin á nó lệnh là một giây phun bao nhiêu xăng cho cái lọc gió zin, thì khi bạn thay cái này vô nó cũng y rang như vậy, nó không khác cái gì hết các bạn. Đó, cho dù bạn không gắn luôn, bạn để trùi lũi gì luôn thì chạy nó cũng y rang ha. Y rang là vụ xăng nha bạn, chứ không phải là chạy chậm nhanh nha. Đó, mình đang nói vụ hao xăng nha, các bạn phải lưu ý cho mình là đây là vụ hao xăng. Thì cho dù bạn có gắn hay không gắn hay làm cái gì đi chăng nữa thì phần xăng phun xuống nó vẫn y chang vậy, không thay đổi gì hết. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi bạn thay cái lọc gió này vô thì nó không có ảnh hưởng gì tới chuyện mà hao xăng hay không hao xăng hết. Ví dụ bạn chạy 45 km cho một lít xăng thì bạn thay lọc gió này vô nó cũng là 45 km cho một lít xăng, không khác gì hết, không khác gì hết nha, không khác gì hết. Mà nó chỉ khác một cái là lượng gió vô nhiều hơn giúp xăng chạy, xăng á, giúp xăng nó đốt
triệt để hơn. Bình thường ví dụ 100ml xăng, ví dụ nha, 100ml xăng thì nó chạy cháy khoảng 90ml, nó dư 10. Ví dụ vậy thì nó sẽ có tình trạng là ra khói đen một tí. Bạn giải thích cho bạn nôm na hiểu chứ không phải là như vậy nha. Giải thích là nó chỉ cháy khoảng 90% thôi. Rồi bây giờ khi bạn thay một cái lọc gió vô thì gió nó vô nhiều hơn thì nó sẽ cháy khoảng 98% chứ không phải là 90. Thông khi đó các bạn sẽ cảm giác là cái xe khi mà thay lọc gió vô thì cái xe các bạn nó sẽ chạy bốc hơn. Và thật ra là tại vì gió nó vô nhiều hơn. Gió nó vô nhiều hơn thì xăng nó đốt nhiều hơn, nó cháy hoàn toàn. Nhiên liệu nó cháy tốt hơn thì cái xe bạn chạy bốc hơn. Còn nếu như bạn xài lọc gió zin hoặc là những dọc gió dơ hoặc là lọc gió cũ thì nó giống như là tình trạng bạn bịch cái bên này lại vậy. Gió nó vô không đủ, các bạn chạy nó bị hộp hộp ga, nó không đủ là không có đủ gió, là xăng nó đốt không hết. Bình thường ví dụ 100% nó đốt 90 thì bạn chạy là một cái xe zin bình thường. Bây giờ nó đốt còn khoảng 60-70, nó dư xăng quá nhiều thì tính ra là hộp nó cứ giật cái xe bạn thì nó khiến cho các bạn chạy không được thì nó dơ. Còn nếu như mục đích ngày hôm nay mình nói tới việc là hao xăng hay không hao xăng thì cái xe zin bạn thay cái này vô không có hao xăng ha, xe y nha. Còn nếu như bạn xe xăng cơ thì sao? Xe xăng cơ là cái bình xăng giống vậy. Cái xe xăng cơ á là những cái xe nào Sirius nè, quay nhỏ nè, rim nè, Elegant nè, Exciter 135 5 số 4 số rồi đó là xài bình xăng con, là bộ chế hòa khí. Thì cái lượng mà xăng nó ảnh hưởng rất nhiều bởi cái này. Nếu như cái hộp gió zin là nó nhỏ và nó kín gió thì gió xuống ít thì cái lực xô của gió xuống ít thì cái xăng nó xuống ít thì xe ít hao xăng. Còn nếu như mà bạn thay cái lọc gió bự như vậy, gió nó vô nhiều hơn thì đồng nghĩa là lực áp suất đi qua cái bình xăng con nó nhiều hơn thì nó đưa xăng xuống bồn đốt nhiều hơn thì hao xăng hơn. Bạn hiểu chưa? Nên á, những cái bạn nào chưa chạy xe, chưa cảm nhận, chưa sử dụng xe FI thì cứ nghĩ là nó giống như xe xăng cơ. Bởi vì hồi xưa những xe như là chạy bình xăng con á, bạn để một cái họng tròn như vậy, bạn dặn một cái là cái xăng nó chạy xuống hen, bạn thấy rõ rệt luôn. Bạn dặn một cái là giật một nấc xăng như vậy trên cái ống á, mấy cái ống mà ống xăng á bạn biết không, khi bạn giờ nẹt một cái là giật một khúc dày, bạn nẹt một cái là giật một khúc dày, bạn thấy nó hao xăng cách kinh khủng và rõ ràng y chang như trâu uống nước luôn bạn. Đó, rõ ràng y chang như trâu uống nước luôn. Còn những xe FI như mình đã nói ở đầu video á, những cái xe FI là nó phun xăng điện tử, nó dùng máy bơm và ECU để điều chỉnh lượng xăng phun xuống. Nên cho dù bạn gắn cái này hay không gắn, hay gắn cái zin, thì cái ECU lệnh phun xăng bao nhiêu thì nó là phun bấy nhiêu thôi, chứ nó không có ảnh hưởng gì hết trơn á. Cái này nó chỉ giúp cho gió vô bồn đốt nhiều hơn, giúp tăng công suất động cơ, chứ không có giải quyết cái chuyện mà hao xăng hay không hao xăng. Video ngày hôm nay của mình là giải thích cho bạn hiểu như vậy. Mình là một người nói theo cái cách là không biết gì hết để hiểu, chứ nếu như mà mình nói một cách mà sâu xa và khoa học nhiều quá thì có thể những bạn nào xem video của mình là một người tai ngang thì nghe sẽ không hiểu đâu. Nhưng mà mình nói rõ với bạn một lần nữa là giống như là xe FI nó là xài máy bơm. Máy bơm của bạn bơm bao nhiêu thì xăng xuống bấy nhiêu thôi. Còn xe xăng cơ là giống như bạn để một cái bồn nước ở trên và nó chảy nước xuống. Cái ống nước mà bự thì nó chảy nhiều, ống nước nhỏ thì nó chảy ít, vậy thôi ha. Thì nó giống tương tự như là mình thi cái lọc gió này, nếu như xe xăng cơ mà đi lọc gió càng bự, gió vô càng nhiều thì xăng càng hao. Còn xe FI đi lọc gió càng to thì gió nó vô càng nhiều, xe chạy càng tốt, càng đạt ha. Nếu một cái xe nói về cái xe zin nha. Còn những cái dòng xe độ thì cái khi mà bạn thay ECU rồi, cái phần này mình cắt ngắn một tí ở cái phần xe độ nha. Xe độ là bạn thay những dòng ECU khác, không phải là ECU zin. Cái người set ECU của bạn thiết lập lượng phun xăng nhiều, chỉnh xăng sai, xăng phun nhiều thì xe của bạn chắc chắn hao xăng. Cho dù bạn có gắn cái này hay không thì nó vẫn hao. Lý do là do người chỉnh ECU, chứ không liên quan gì cái lọc gió hết bạn ha. Lọc gió nó vô tội. Còn tới hiện tại rất rất nhiều các bạn vẫn hỏi mình là mua cái lọc gió này
lọc gió A, lọc gió B, lọc gió C, lọc gió X, Y, Z gì mình không biết. Nói chung là đại khái là mua cái lọc gió là hỏi có tẩm dầu hay chưa. Ha, hỏi là có tẩm dầu hay chưa và anh tẩm dầu cho em đi em mới mua. Cái đà lọc gió là phải có tẩm dầu em mới mua. Thì mình xin thưa các bạn là hồi xưa tới giờ tất cả những cái lọc gió mình gắn mà mình bán và mình ráp xe không có cái lọc gió nào mình tẩm thêm bất kỳ cái thứ gì trên đời này vô á. Ví dụ như mình lấy một cái lọc gió KN chính hãng này ra, mình bóc cái lọc gió này ra là mình ráp lên xe mình chạy luôn, mình xài tới nó hư rồi mình dục nó luôn, chứ mình không có tẩm cái gì vô nó hết á. Để các bạn cứ hỏi là anh ơi cái lọc gió này anh có tẩm dầu hay chưa, rồi đóng lỗ kia có tẩm dầu hay chưa, thì mình xin thưa bạn là mình không có tẩm và hãng bán ra làm sao mình xài vậy. À, và trên tay của mình cầm là nó cũng ướt ướt rồi đó, mình không biết nó có phải là cái dầu của mấy bạn có tìm kiếm hay không. Nhưng mà thông thường nha, mình nói về đụng chạm thì chịu, nhưng là 90% những bạn nào hỏi cái lọc gió có tẩm dầu hay không đều là trẻ ngé hết, chứ không có cái người nào mà dân chơi hoặc là những bạn nào đã sử dụng rành rỗi rồi, hoặc là những bạn nào có tìm hiểu và biết sử dụng xe, không có ai mà hỏi cái lọc gió nó có tẩm dầu hay chưa. Đặc biệt là khách của mình ở cửa hàng của mình và khu vực của mình nha, thì không có ai mà vô hỏi mình là kêu mình bán một cái lọc gió phải có thấm dầu hết. Toàn là những bạn kiểu như mình vô và mình biết là những bạn đó là xem kênh A, kênh B, kênh C, kênh X, Y, Z gì đó, và họ bài vẽ là họ nói là hộp gió họ có tẩm dầu rồi, hộp gió của họ là có xịt cái này cái kia lên A, B, C, D, Z gì đó cho nó xịn hơn, cái xe bạn gắn vô chạy nó mịn hơn và nó ghê hơn kiểu như vậy. Thì mình thấy hồi xưa giờ mình có làm vậy đâu, mình trong cái lọc gió này bán sao mình xài vậy thôi. Đồ zin ha, đồ ví dụ như KN chính hãng cái này là 1.050.000 một cái nè, là mình tháo cái tông hộp này ra rồi mình gắn lên xe mình xài luôn. Mình xài 5 hay 5 thì nó cũ nó dơ quá thì mình dục nó mình mua cái mới à, chứ mình không có tẩm dầu vô nó để làm gì hết trơn á. Mình cũng không biết tẩm để làm gì, mà thông thường như tẩm dầu á, thì nó sẽ ướt, mà ướt á, thì gió nước nó ướt như vậy thì gió làm sao qua được, làm sao chạy, rồi nó cứ chèm lem trước lúc rồi làm sao chạy ta, mình không biết. Còn cái dung dịch mà vệ sinh lọc gió là khác nha các bạn ha. Rồi mình đã cắt nghĩa ra rõ để các bạn xem tới khúc hồi nãy bạn tắt video, bạn chửi mình nói là người ta bán cái chai KN xịt vệ sinh lọc gió rồi ông này nói gắn đó vô tàu lao là không phải nha. Vệ sinh là cái nước của KN, là của cái hãng này, làm ra để xịt rửa sạch sẽ cái này để giúp các bạn có thể xài lại thêm một lần nữa ha. Còn cái chai tẩm dầu là cái chai mà xịt rửa đó đó. Còn cái đồ mới á thì tẩm làm chi, hiểu không? Cái đồ mới mình cứ mua về mình lắp vô mình xài, còn những tay chẩm dầu tẩm dầu vệ sinh là mình phải xài rồi 10.000 cây 20.000 cây nó dơ rồi, mình lấy cái chai đó ra để mình vệ sinh, hiểu không? Còn cái đồ mới đi vệ sinh làm chi, hiểu không? Đó, mình phải nói cho bạn hiểu vậy. Đó là lý do tại sao những bạn nào không biết cứ đi hỏi mình là anh ơi cái lọc gió anh có tẩm dầu hay chưa này kia kiểu, thì mình quách đà heo hồi xưa giờ mình có bao giờ vậy đâu, hiểu không? Đó rồi, hôm nay mình đã giải thích cho bạn xong về cái chuyện là mua một cái lọc gió gắn vô chiếc xe của mình nó có hao xăng hay không. Thì vấn đề duy nhất và quan trọng nhất đó chính là xe của bạn là xe gì. Nếu là xe FI và đã canh xăng chuẩn đúng, thứ nhất là Isuzu, thứ hai là xe những xe đã làm rồi, nếu canh xăng đúng rồi thì cứ thay lọc gió vô thì nó không có hiệu liên quan đến cái chuyện mà hiệu quả mà hao xăng hay không hao xăng. Tại vì nó là bởi vì nó phun xăng là do Isuzu, hay không? Còn những bạn nào chạy xe xăng cơ, thay lọc gió càng lớn vô, gió vô càng nhiều thì càng hao xăng. Vậy thôi ha. Rồi các bạn nào đã xem video của mình tới đây đã hiểu được vấn đề là thay cái lọc gió này có hao xăng hay không thì tự có câu trả lời và tự biết là cái này có hao xăng hay không nha, chứ mình không có còi phải nhắc lại. Quan trọng là xe của bạn là xe gì ha. Ok, nếu video này bổ ích và giúp bạn hiểu một vấn đề nào đó thì các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh của mình. Mình sẽ chia sẻ những video mới nhất cho bạn xem và mình sẽ thêm những câu hỏi tiếp theo của bạn về cái vấn đề gì đó mình sẽ thấy mình có thể làm được. Mình sẽ làm những video tiếp theo cho bạn xem nha. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.